chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục thông tin kết nối hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở tại hai quận trung tâm thành phố không quá 50m². Đó là một trong những quy định mới liên quan lĩnh vực đất đai của thành phố này. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở hoặc đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất tại hai quận trung tâm Hải Châu và Thanh Khê là 50m², chiều rộng tối thiểu 3,5m. Các quận, phường, xã, huyện còn lại lần lượt là 60m², 70m² và 80m². Riêng huyện Hòa Vang và huyện Hoàng Sa tối thiểu 120m², chiều rộng tối thiểu 5m. Thành phố Đà Nẵng cũng quy định đối với kiệt hẻm đã có quy hoạch lộ giới thì giữ nguyên, còn khu vực chưa có thì lộ giới tại 6 quận phải đảm bảo không nhỏ hơn 2m. Riêng huyện Hòa Vang và Hoàng Sa tối thiểu 5m. Cũng liên quan đến đất ở, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định cho phép người sử dụng đất tách thửa đối với đất ở nằm trong kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thu hồi để thực hiện dự án, nhưng sau 2 năm liên tục chưa có quyết định thu hồi đất, hoặc đã có quyết định thu hồi đất nhưng quá 3 năm kể từ khi có quyết định mà không thực hiện thu hồi. Trước tình hình cấp bách đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần 2 tuyến đường nối từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Ninh Thuận đã có chỉ đạo quyết liệt yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công tác khai thác tận thu lâm sản, tạo mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trong thời gian sớm nhất. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Trường Thịnh Phát thi công tuyến đường Ma Nới Tà Năng thuộc gói thầu số 23 với tổng chiều dài 2,6 km. Đến nay đã triển khai thi công được 2 km, hiện còn vướng mắc 600 m đất rừng đang chờ đơn vị khai thác tận thu lâm sản bàn giao phạm vi mặt bằng để thi công. Nếu mà đơn vị tận thu lâm sản sẽ cắt đúng tiến độ như cam kết thì đơn vị thi công Trường Thịnh Phát sẽ tăng cường nhân lực, máy móc, con người, sẽ tăng ca các trên toàn mặt bằng. Dự án thành phần 2 đường nối từ xã Ma Nới đến ngã tư Tà Năng có tổng chiều dài hơn 40 km, trong đó đoạn qua Ninh Thuận dài hơn 23 km, còn lại khoảng 17 km thuộc tỉnh Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư dự án trên 1.095 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Đối với các đoạn có mặt bằng trên địa bàn Ninh Thuận, các nhà thầu thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục cầu cống thoát nước, nền thảm dừa mặt đường được trên 8 km, còn lại khoảng 11 km vướng rừng. Thì về phía chủ tư để cho sớm có mặt bằng thì đã phối hợp với các đơn vị như khai thác, tận thu và đơn vị thi công và hỗ trợ nhau làm sao mà để cắt hạ cây, đưa cây ra và sớm có mặt bằng nhanh nhất. Thì đơn vị đang tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh thêm cái phương tiện và con người để chia ra rất nhiều mũi để chúng ta tận thu cái lâm sản đó để có cái mặt bằng còn nhiều cái điểm để mà chúng ta thực hiện được cho đẩy nhanh được cái tốc độ. Dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng có tổng chiều dài 63,32 km, tổng mức đầu tư hơn 1.494 tỷ đồng, được chia làm hai dự án thành phần, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó, dự án thành phần 1, đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, với chiều dài 22,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 399,7 tỷ đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2023. Đối với dự án thành phần 2, phấn đấu sẽ thông tuyến vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, thị trấn Măng Đen là địa điểm du lịch mới nổi của tỉnh Kon Tum, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Mới đây, chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đến năm 2045 hướng tới xây dựng và phát triển khu du lịch Măng Đen trở thành một trong những trọng điểm về phát triển du lịch cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chính quyền địa phương xác định tăng cường chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để quảng bá hình ảnh du lịch, qua đó thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ. Đây là ứng dụng số trên nền tảng di động giúp du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin lưu trú, điểm tham quan, ẩm thực về Măng Đen. Ứng dụng còn hỗ trợ lên lịch trình dựa vào sở thích du lịch của mỗi người, gợi ý những điểm đến thu hút khách. Rất là thuận tiện cho cái việc là mình tìm kiếm thông tin hoặc là mình muốn biết cái địa điểm đó
nó như thế nào, giá cả hoặc là thông tin của địa điểm nó trước khi mình đến. Hiện có hàng trăm cơ sở lưu trú và hơn 30 địa điểm tham quan đặc sắc đã được cập nhật thông tin trên ứng dụng. Việc đưa vào sử dụng hệ thống du lịch thông minh đã hỗ trợ các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn có thêm kênh quảng bá du lịch, đồng thời lắng nghe nắm bắt tốt hơn nhu cầu của du khách nhằm đổi mới các sản phẩm du lịch. Công nghệ số thì tôi nghĩ là chắc chắn, nhanh và kịp thời và thiết thực nhất đối với ngành du lịch và tất là những cái ngành khác, là đem lại cho khách hàng về người kinh doanh sẽ là có hiệu nghiệm và chất lượng. Đầu tư đô thị thông minh, chúng tôi tập trung vào đô thị về chuyển đổi số trong phát triển du lịch là chính. Hiện nay huyện đang bố trí khoảng 30 tỷ để đầu tư cái dự án này. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang triển khai là nâng cấp cái trang web và xây dựng cái du lịch thực tế ảo. Và tất cả các điểm du lịch thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái hệ thống wifi miễn phí. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đã tăng cường lắp đặt mới các trạm thu phát sóng 4G, 5G. Việc ứng dụng giải pháp số và triển khai một hạ tầng số đồng bộ đã giúp địa phương khai thác hiệu quả những tiềm năng và lợi thế của mình trong phát triển du lịch. Trưa ngày 21 tháng 10, tại cửa biển Lạch Vàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, có hai tàu cá công suất lớn của ngư dân xã Diễn Bích không may bị sóng lớn gió to đánh dạt vào bờ biển Diễn Thành và bị mắc cạn, cách cửa biển Lạch Vàng khoảng 200 mét. Là một trong 6 cửa lạch lớn của tỉnh Nghệ An, cửa biển Lạch Vàng, huyện Diễn Châu là tuyến đường thủy quan trọng để ngư dân các xã ven biển, bãi ngang, vươn khơi bám biển. Mỗi ngày tại cửa biển này có hàng trăm lượt phương tiện tàu thuyền của ngư dân các xã Diễn Ngọc, Diễn Bích, Diễn Thành, Diễn Kim, Diễn Vạn ra vào. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, cửa biển Lạch Vàng bị bồi lắng nghiêm trọng do phù sa từ sông Bùng đẩy xuống. Phù sa theo chiều gió mùa đông bắc thổi vào, tạo nên những doi cát, làm đổi dòng và biến dạng cửa lạch. Thực trạng này đã tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông ra vào lạch, ảnh hưởng lớn đến vấn đề phát triển kinh tế biển của ngư dân, nhất là các địa phương thuần ngư, có thế mạnh về khai thác hải sản. Thưa quý vị, hiện nay đang là cao điểm thu hoạch lúa mùa của nông dân tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3 và lũ lụt sau bão đã gây ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa vụ này. Để giảm thiểu khó khăn, đảm bảo thu nhập, tỉnh Thái Bình chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa, khẩn trương làm đất, sớm gieo trồng cây vụ đông, bù đắp thiệt hại cho vụ lúa mùa. Vụ thu hoạch lúa mùa năm nay, bà con nông dân tỉnh Thái Bình trầm buồn hơn mọi năm bởi năng suất lúa giảm mạnh, tỷ lệ lúa lép hạt cao, cá biệt có nhiều nơi mất trắng. Đây có lẽ là vụ sản xuất khó khăn nhất của bà con địa phương trong nhiều năm trở lại đây. Năm nay diện tích nhà cô thì cũng cấy ít thôi. Thế nhưng mà lúa năm nay thì nó thứ nhất là chuột bọ, cái thứ hai là bão gió. Thế nên là nó cũng kén. Lúa thì bạc lạc hết. Năng suất thu hoạch thì chỉ được hơn tạ một sào thôi. Chưa bao giờ mà năm nào nó lại bị sâu bệnh nhiều quá, xong lại bão nó đánh dập lòng. Thế là bây giờ chỉ thu chắc cả chỉ được tạ hai thôi, chứ không được nhiều. Bản thân tôi là thiệt hại là hơn 40 mẫu diện tích lúa, trong đó có lúa giống và lúa hàng hóa. Diện tích mà còn lại để thu hoạch được thì cũng chỉ còn khoảng từ 5 đến 7 mẫu có thể cho được thu hoạch, mà năng suất thì cũng không đạt được cao, chỉ được tầm từ tạ 2 cho đến 1 tạ rưỡi trên một sào. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh Thái Bình gieo cấy trên 74.300 hectare, dự kiến tổng sản lượng thóc ước đạt trên 440.000 tấn. Tuy nhiên, sau khi bão số 3 đổ bộ, hoàn lưu bão đã gây ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và sản lượng lúa vụ mùa. Hiện toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 70% diện tích gieo cấy. Nguyên nhân của cái việc mà năng suất lúa mùa giảm thì là do thứ nhất là do ảnh hưởng của bão số 3 trùng với thời điểm là lúa mùa chỗ bông. Do đó là trùng với lại thời điểm lúa mùa chỗ bông cho nên là ảnh hưởng tới năng suất lúa. Thứ hai nữa là diễn biến điều kiện thời tiết trong vụ mùa năm 2024 gặp nhiều bất thuận và sâu bệnh hại thì diễn biến phức tạp, đặc biệt là cái mật độ sâu đục thân thì phát sinh sớm trên diện rộng và có nhiều cao điểm gây hại. Để khắc phục khó khăn, bù đắp thiệt hại trong vụ lúa mùa, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch các diện tích còn lại để sớm làm đất, gieo trồng các loại cây vụ đông. Toàn tỉnh hiện đã gieo trồng được khoảng 22.000 hecta rau màu các loại, hướng đến mục tiêu hơn 40.000 hecta cây trồng vụ đông. Trước đó, để chia sẻ với khó khăn của nông dân, tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã quyết định hỗ trợ kinh phí cho bà con phát triển rau màu vụ đông với mức 500.000 đồng mỗi hecta.
Vừa rồi là chuyên mục thông tin kết nối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, chuyên mục có sự đồng hành của Bàn Thạch Riverside Hotel and Resort. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.